mừng các bạn đến với hệ thống laptop Sách Tay Shop. Trước mặt chúng ta đến từ nhà HP, một dòng laptop gaming Victus phiên bản 15. Dòng này sẽ có hai loại để chúng ta dễ lựa chọn. Một là chúng ta chọn CPU đến từ nhà AMD Ryzen. Hai, chúng ta chọn đến từ Intel thì sẽ có Core i5 hoặc Core i7. Trong tầm giá khoảng tầm 16 triệu, 18, 19 triệu thì chúng ta có thể chọn lựa tùy theo cái khả năng của mình, miễn là đáp ứng được những cái giải trí game. Ngoài ra chúng ta học hành tốt, đặc biệt các bạn sinh viên cần phải chạy tốt các ứng dụng ở trường. Và quan trọng nhất, kế đến thì chúng ta có thể chơi một số game online, một số game 2D, 3D mô phỏng. Ở đây chúng ta biết rằng HP, thương hiệu Victus, là một cái dòng máy đặc trưng về giải trí của họ. Cho nên về chất lượng, phải nói rằng HP chú trọng khá ổn. Và đến từ HP là một công ty của Mỹ nhất nhì thế giới, chỉ so sánh được với hãng Dell thôi. Cho nên chúng ta an tâm rằng cái chất lượng, độ dài, độ bền sau này nó rất là khỏe. Ở đây có thể chúng ta kiểm tra qua cái kiểu dáng cũng như là công năng của nó. Năm nay thì HP Victus cho ra cái form máy khá gọn, khá nhẹ, không quá nặng nề. Họ đã giới hạn lại những cái điểm thô sơ của những dòng Victus trước đây. Đó là điểm đầu tiên khi tôi mở máy ra tôi nhận định ngay. Nhưng nó vẫn toát lên cái vẻ đẹp, một màu đen khá đơn giản. Nếu chúng ta mở mặt máy ra, chúng ta nhìn cái máy thì đây đúng là một cái máy văn phòng, chứ không thấy gì là thiên về game cả. Cấu trúc bàn phím không có một cái nút nào theo dạng định dạng chơi game hết. Chỉ có mặt sau như hồi nãy, rồi chúng ta nhìn cái tản nhiệt á, thì nó có hơi kiểu cách của những cái dòng game tí xíu. Đây là một trong những kiểu cách mới mà tất cả các hãng lớn đều định hướng đến. Có nghĩa là họ không quá đặt nặng về cách thiết kế hầm hố như ngày xưa nữa. Bởi vì đối tượng của họ ngày càng đi làm nhiều hơn, đi đến văn phòng nhiều hơn. Và họ muốn rằng cái laptop đó nó phải dễ coi, nó phù hợp với những người khác. Những người khác nhìn vào, không biết chúng ta muốn chơi game, không thích chúng ta đang ngồi trên một laptop game, thì những laptop nó đủ mạnh. Khi chúng ta về nhà thì chúng ta bật lên, chúng ta giải trí game. Nhưng ở nơi làm thì chúng ta vẫn là một cái laptop văn phòng. Chính vì vậy thì chúng ta thấy các cái kiểu cách nó sẽ được gói gọn nhiều hơn, đơn giản hơn. Cụ thể hơn về chiếc Victus này, chúng ta sẽ có nhiều option. Đầu tiên, với cấu hình AMD Ryzen 5 là chiếc laptop trước mặt chúng ta, CPU sẽ là 7535HS, 3GB turbo đến 4.5GB, 6 core 12 luồng 16 MHz. RAM sẽ tùy chọn từ 8GB, 16GB hay là 32GB, đó tùy các bạn chọn nha. Với ổ cứng cũng dao động thoải mái từ 256, 512 hay 1T. Nói chung mức dao động trung bình từ 16 triệu, 17, 18 triệu là bạn có thể chọn lựa giữa Ryzen thoải mái. Và các màn hình đi theo CPU này là AMD Radeon RX 6550M4GB. Đây là một cặp màn hình hỗ trợ rất tốt dành cho những ai quan tâm về đồ họa. Các bạn sử dụng Photoshop, CAD này nọ thì có thể dùng chung trên cái chiếc laptop Victus này. Ngoài ra thì việc giải trí một số cái loại game online, FIFA hay là Liên Minh các cái, chắc chắn rằng đây sẽ là một chiếc laptop rất ổn, bởi vì màn hình của nó là một màn hình Full HD và công nghệ IPS cho phép các bạn ngồi có bị ngửa tí xíu, nghiêng tí xíu vẫn có thể nhìn rõ các điểm ảnh thoải mái. 144Hz. Màn hình này là một màn hình tiêu chuẩn từ văn phòng trở lên, cho nên chúng ta an tâm rằng với 144Hz thì chắc chắn rằng những cái độ trễ nó sẽ rất là ít, để chúng ta có thể an tâm rằng những cái game nó có hơi bị nặng tí xíu nhưng mà chúng ta vẫn nhìn nó không bị nhức mắt, do nó không kéo cái lệch cái bóng tối đi tí xíu. Chúng ta xem sơ các cổng máy. Từ phía bên phải các bạn, chúng ta sẽ nhìn thấy có HDMI, một cổng USB, một cổng LAN và thêm một cái Type-C. Phía ngược lại chúng ta sẽ thấy có khá đơn giản, gồm có headphone micro, một cổng USB và nơi sạc cho máy đuôi tròn. Phía bên góc chúng ta có một cái khe SD card. Như tôi nói lúc đầu là cái phần sau của Victus đợt này họ thiết kế gọn hơn. Nó không có lồi ra như ngày xưa nữa. Ngày trước nó lồi rất là nhiều, nhưng ngày nay nó gọn hơn. Nên tôi cầm lên tay, tôi cảm giác cái laptop khá nhẹ và rất mỏng nha. Nó không có cái gì có gọi là nặng nề hay là quá thô. Mặt sau tản nhiệt rất rộng rãi, thoải mái. Phải nói rằng chiếc laptop trông nó đẹp, lịch lãm, cầm lên tay cũng khá là sang ha, với chữ V là tương đương với Victus. Chúng ta cùng nhau trải nghiệm một tí xíu hình ảnh và âm thanh trên chiếc laptop Victus 15 này. Chiếc laptop này có thời lượng pin 3 cell 52.5W, tương đương với thời lượng dao động khoảng 5 giờ đồng hồ cho một buổi làm việc thoải mái của chúng ta.
và trọng lượng khoảng 2,2 kg thì chúng ta có thể tiện lợi bỏ vào ba lô, bỏ vào túi đi làm, đi học, rồi chúng ta cuối tuần đến một nơi nào đó giải trí thoải mái. Thường thì chúng ta thấy rằng màn hình là điều quan trọng đối với các bạn trẻ, bởi vì các bạn cần có một cái tiêu chuẩn màn hình nhất định để chúng ta có thể làm việc dễ dàng. Thì ở đây Victor họ đứng đầu thế giới chứ không phải tầm cỡ là đứng xếp hạng nhiều đâu. Cái dòng máy của họ rất đặc trưng và rất chuẩn về tiêu chuẩn màn hình, cho nên chúng ta an tâm rằng nó không nhức mắt. Nhưng bắt buộc chúng ta phải trực tiếp đến tận nơi chúng ta xem để chúng ta biết phân biệt cái này nó hàng Mỹ thì nó phải có cái tiêu chuẩn màn hình khác so với hàng thị trường tí xíu, nó so với những cái mặt hàng cũ hay là như thế nào đó. Xin nhắc lại, đây là một chiếc laptop nhập khẩu từ Mỹ hoàn toàn mới của hệ thống laptop Shop Thầy Shop, cho nên cùng một cái mã như thế này thì các bạn có thể dễ dàng search ra giá trên Google, nó sẽ rất nhiều loại giá khác nhau, bởi vì mỗi một nhà bán thì sẽ chọn lựa một nhà cung cấp của mình riêng. Chính vì vậy giá cả nó lệch, dĩ nhiên cái tiêu chuẩn chất lượng nó cũng sẽ khác nhau. Cho nên rằng chúng ta muốn có một chất lượng tốt, bắt buộc chúng ta phải đến tận nơi, cầm trên tay, test thử để chúng ta biết rằng nó khác nhau chỗ nào, tại sao nó lệch giá như vậy. Và nếu chúng ta không rành, chúng ta có quyền chất vấn, chúng ta hỏi. Tại Laptop Shop Shop thì chúng tôi chuyên về các dòng game, các dòng chuyên dụng với đồ họa. Khách hàng của khách chúng tôi rất khó, họ bỏ khoản tiền rất lớn, 30, 50 triệu, 80 triệu để chọn chiếc laptop để làm việc không hề đơn giản. Và chúng tôi hiểu rõ cái nhu cầu của từng người để chúng tôi cung ứng cho cái khối văn phòng làm việc. Những dòng này thì những dòng rất là bình thường, trong tầm giá vừa phải, tôi nghĩ rằng các bạn sinh viên sẽ chắc chắn sẽ khá hài lòng. Victor năm nay có hai phiên bản 15 inch và 16 inch để chúng ta có dễ khả năng chọn lựa tùy vào cái khả năng và yêu thích của mình nha. Có dịp tôi mời các bạn đến showroom của chúng tôi để có thể trải nghiệm nhiều hơn các cái mẫu game của HP nè, của Dell G15 nè, hay là LOQ năm nay rất chuộng nhé. Trong đó Legion, một phiên bản của họ rất cao cấp, ai cũng biết rồi. Ngoài ra có đến từ TUF Gaming của Asus hay là Acer, một số phiên bản nữa khá đa dạng để chúng ta dễ dàng, thoải mái, cầm trên tay, test thử liền. Chúng tôi luôn luôn bảo vệ quyền lợi của khách hàng khi mua sản phẩm tại shop. Khi mua hàng, bạn sẽ được hỗ trợ từ các chuyên gia IT hàng đầu của chúng tôi từ lúc mua cho đến khi thành thạo sử dụng. Vì chúng tôi muốn máy tính của bạn mua nó phải thật sự bền và xứng đáng với số tiền bạn bỏ ra. Đặc biệt thì chúng tôi sẽ tặng kèm bạn một cái gối bảo dưỡng theo tiêu chuẩn ASTE của Hoa Kỳ để máy bạn đảm bảo được hoạt động ổn định nhất. Nay thì các ứng dụng như UltraView hay TeamViewer rất là tiện lợi. Chúng tôi có thể hỗ trợ bạn từ xa. Kể cả sau này khi hết thời hạn bảo hành thì chúng tôi vẫn hết lòng hỗ trợ bạn và giúp đỡ bạn. Bạn có thể đến showroom của hệ thống Laptop Shop Thầy Shop tại địa chỉ 617 đường 3 tháng 2, phường 8, quận 10, Hồ Chí Minh để trực tiếp xem các cái mẫu máy tính. Chúng ta có thể mua trả góp bằng nhiều hình thức khác nhau, trong đó có trả góp 0%. Chúng tôi chấp nhận thanh toán tất cả các loại thẻ ngân hàng từ nội địa và quốc tế. Nếu như các bạn ở xa mà không có điều kiện đến shop, bạn vẫn có thể mua online trên web của chúng tôi. Bạn hãy truy cập vào laptopshop.com hoặc liên hệ hotline 090 3344 188 và 090 3344 188 để được hỗ trợ tốt nhất nhé. Tôi hy vọng sẽ gặp lại bạn vào một ngày không xa. Xin chúc bạn thật nhiều sức khỏe và gặt hái được nhiều thành công nhé.